đại ca. Đại ca ơi, để nó bắt đầu thèm rượu rồi đại ca. Đại ca ơi, để xin kính cẩn tay nâng, mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc tràng nguyên để chỉ sinh gia muốn một mình, đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa, cởi áo mẫu cân đai gửi cho quân hầu cận, mặc quyên áo cơ hàng để mừng gặp người bạn tương tri. Chén tương phùng đại huynh hài uống đi, nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Em biết đến bây giờ đôi ta chẳng là gì của nhau, yêu dấu đôi đành ngậm ngùi vùi chôn theo niềm đau. Rồi đâu phải nhà mà cục cục nữa đây chiếc tôi chạy hai
đang ra thịt kho dưa cải à. Bạn có anh Thành thịt kho dương cải mua bán rồi múc luôn cho nó đi. Còn cái thằng kia nữa, thằng đeo kia nữa. Có làm sáng thấy làm giọng không? Có giọng. Được không?
đừng có bán cho con Nam nha. Bán lên kho bữa nay khét thịt luôn nè. Sao đừng có hỏi cho em nữa. Em lòng. Em lòng. Nói với thịt chiên này đi. Rồi ok. Hộp thịt chiên đem bỏ vô luôn. Bạn thêm mẹ. Bạn thêm mẹ. Tí chú bỏ vô nha. Để dạ. Em gì? Em chua cơ cá, em ăn chua cứa. Cứa bụng nha. Ừ. Cơm chép. Cơm chép. Mấy hộp em cay. Vừa đầu cá lóc đi. À 75 á. Cá ngừ phải không? Cá ngừ. Mấy hộp chú ơi? Một hả? Nè một hộp trường không? Dạ một cá mó. Một hộp trường. Nè. Một cá mó, một đầu cá lóc. Để chị chút, để chị chút. Rồi để chị chút. Cái gì vậy em? Rồi. Rồi chú 50 chú ơi. À có canh chua. À canh ơi cơm chĩa đây nè ơi. Bọc canh chua nha. Thì có đồ ăn hồng không luôn. Canh chua đậu. Chú đầu em về sao?
chú mấy chú kia về hai cái đầu à? Hai cái đầu. À, đưa đây. Đầu là sao bỏ cái này thôi. Hai hộp thịt chiên hộp rồi sao sao múc đầu mà em đi hai cái đầu cũng để trong rồi đó. Ăn ngon lắm.
vô mà lấy cái đổ của con chải nữa. Chú cơm gì kìa, coi chỉ nha. Coi trứng kìa, dòm nha. Dạ, 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 dạ. Lấy một hộp ít cơm cá lóc là. Rồi, hộp ít cơm cá lóc phải không? Ê, quên, lấy cái này thịt chiên hả? Dạ, dạ, dạ. Một hộp bình thường. Rồi, ok. Hộp bình thường là lấy thịt con trứng phải không? Không, không, lấy cái này, hộp. Hộp bình thường lấy cái này. Hộp ít cơm lấy cái này. Lấy này rồi, rồi. Nè, của chị Hương rồi đó. Đây đúng không? 175. Chua. Chua phải không? Rồi. Cho em hộp ít cơm lên đây. Dạ, dạ, dạ. Rồi đã 6 bút kịch cho bưng rồi. Hộp đựng chuối rồi phải không? Ừ, 2 hộp. Có canh gì không? Có 2 cái chuối không? Không có canh gì đó. Nó ăn gì mà hỏi hoài vậy? Cái chú cũng ăn canh gì, chỉ canh nó qua thôi. Thank you.
dĩa cá lóc dĩa canh cá mó coi. Có cắt vô ra hả? Không. Hãy
Bán bự.